Bi nam thiếp lấy nano làm lá chắn, lên tiếng về tin đồn là tiểu tam giật chồng. Mới đây, khắp các trang diễn đàn mạng xã hội ở Thái Lan xôn xao trước tin tức về một nữ diễn viên nổi tiếng với 20 năm trong nghề, trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác. Đến thời điểm hiện tại, danh tính về nhân vật được nhắc đến này vẫn đang là một ẩn số. Tuy nhiên, với sự nhanh nhạy của netizen xứ Chùa Vàng, dân tình đồng loạt nghi ngờ kẻ thứ ba chính là chị đại The Face Bi Nam Thiếp. Trước những đồn đoán của cư dân mạng, không ít người đã tìm đến tài khoản Instagram cá nhân của Bi Nam Thiếp để buông lời chỉ trích, mắng nhiếc và bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng cô là tiểu tam. Trước sự tấn công mạnh mẽ của netizen đối với mình, Bi Nam Thiếp vẫn chưa có động thái đáp trả hay giải thích. Tuy nhiên, những bài đăng mới nhất trên Instagram Story của cô bất ngờ khiến cộng đồng mạng chú ý. Đầu tiên, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh một quả dâu tây lớn. Người Thái Lan quan niệm dâu tây là để ám chỉ tiểu tam, những kẻ đi cướp chồng của người khác. Không ít nghệ sĩ Thái Lan từng gây tranh cãi khi đăng tải hình ảnh trái dâu tây vào những thời điểm không thích hợp. Ngoài ra, một vài người từng bị cộng đồng mạng Thái Lan gắn với cái mác dâu tây khi hẹn hò với người đàn ông đã có vợ. Rõ ràng nhất phải nhắc đến mác Perani. Tiếp theo, Bi Nam Thiếp đăng tải hình ảnh cười khóe miệng cùng dòng chú thích đi kèm hãy cười như nano. Tại sự kiện này, nhiều người không khỏi thắc mắc liệu có phải Bi Nam Thiếp đang ẩn ý về những tin đồn gán ghép cô với danh xưng con giáp thứ 13 trên mạng xã hội hay không. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục cập nhật một story mới là một trích dẫn nổi tiếng bằng tiếng Anh. Every action has its pleasure and price. Mọi hạnh phúc đều phải trả giá. Bên cạnh đó, đại gia Pluke, bạn trai tin đồn của Bi Nam Thiếp cũng đã lên tiếng phân trần mọi việc để minh oan cho ông chúa. Nguyên văn bài viết của Pluke như sau. Về tin đồn một nữ diễn viên nổi tiếng giật chồng của người vợ có hai con nhỏ, bé thứ hai mới chỉ được 4 tháng. Cái tên Bi Nam Thiếp đã bị nhắc đến làm ô nhục tên tuổi của cô ấy. Hôm nay tôi xin đính chính rằng điều đó là hoàn toàn sai sự thật. Mối quan hệ của tôi với vợ cũ đã chấm dứt từ giữa tháng 2, nhưng chúng tôi vẫn sống chung với nhau vì trách nhiệm với con cái. Tôi và vợ cũ đã thống nhất với nhau là ly thân. Chúng tôi có ký với nhau một hợp đồng về việc ai chăm sóc đứa trẻ. Đó không phải là chuyện ly hôn như tin tức đăng vì chúng tôi chưa từng kết hôn và tôi đến với Bi sau khi mọi thứ đã kết thúc. Vậy nên tin tức em ấy giật chồng là hoàn toàn sai sự thật. Em Bi cũng không biết về chuyện đó và tôi thừa nhận chúng tôi quen nhau hồi tháng 4. Hôm nay tôi đăng bài này lên để nói toàn bộ sự thật, có mốc thời gian chính xác, mọi việc phải có chứng cứ xác nhận. Tôi sẵn sàng mở cuộc họp báo nói sự thật như thế nào để mọi việc hiểu lầm được sáng tỏ và không làm mất uy tín của người khác được nhắc đến cũng như bị viết tắt trong tin tức. Cuối cùng, tôi xin lỗi vì đã để ra sự cố khiến mọi người hiểu lầm MB làm ảnh hưởng tới hình tượng bao lâu nay của em ấy. Tôi mong mọi người hiểu cho đây là vấn đề hôn nhân. Nếu hai người không thể đi cùng nhau thì tốt nhất nên dừng lại. Tuy nhiên, về phần con cái, tôi vẫn sẽ chăm sóc hết mức có thể. Cũng theo như lời phân trần của nam doanh nhân Luke, anh và Bi Nam Thiếp đến với nhau khi hoàn toàn chấm dứt với người vợ thứ hai, chưa đăng ký kết hôn, chỉ sống chung như vợ chồng. Vì vậy, Bi Nam Thiếp không phải là con giáp thứ 13 như những gì người ta bàn tán và đánh giá phẩm chất của ấy. Mặc dù phía nam đã lên tiếng nhưng có lẽ dân mạng vẫn muốn được nghe Bi Nam Thiếp lên tiếng làm rõ để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh bao lâu nay gây dựng trong showbiz. Bi Nam Thiếp đang là một trong những siêu sao hạng A Thái Lan và có lượng fan không nhỏ tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tên tuổi của cô nàng từng gắn liền với những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dòng Máu Phượng Hoàng, Cuộc Chiến Của Những Thiên Thần và đặc biệt vai trò huấn luyện viên hổ báo với thần thái chấp cả thế giới tại The Face Thái. Bên cạnh vẻ đẹp thần kỳ được pha trộn giữa nữ tính với góc cạnh, ngọt ngào với cá tính, toát lên sức hấp dẫn khó lý giải. Bi Nam Thiếp còn là một trong những ngôi sao đa năng bậc nhất của showbiz xứ Chùa Vàng vì cùng một lúc có thể đảm nhận nhiều vai trò. Cô đã thử sức và giành được phản hồi tốt ở tất cả các lĩnh vực, diễn xuất, ca hát, trình diễn thời trang, dẫn chương trình. Đặc biệt, năng lực diễn xuất của Bi nhận rất nhiều lời khen của người hâm mộ Thái nói riêng và khán giả châu Á nói chung. Trong 20 năm thử thách ở mảng truyền hình, cô đã nhận hơn 14 chiếc cúp tại các giải thưởng phim lớn, góp phần khẳng định vị thế diễn viên thực lực của mình.